2 triệu đồng. Đô Nghiêm Định Cảnh Yên Phong Bắc Ninh đã giữ. Đô Trịnh Xuân Hùng Đông Anh Khố Xanh xin theo. Mời 2 đô vào nghe trận tài chống xe đạp. 2 đô xe đạp. Với khán giả và nhân dân Ninh Hiệp thì chắc chắn là không lạ gì Đô Nghiêm Định Cảnh của Yên Phong Bắc Ninh. Đô Nghiêm Định Cảnh thi đấu rất là tích cực và thi đấu nhiều các đòn đánh để cho khán giả bà con Ninh Hiệp nói riêng. Trọng tài chuẩn bị, các đô chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Mời các đôi của quân đội vào tiếp tục theo đầu lèo nhất do đôi xưởng của Bắc Ninh đã nhất thắng. Quý vị khán giả đang theo dõi cao vật giải lèo do Đô Nghiêm Định Cảnh của Yên Phong Bắc Ninh mặc trang phục có đỏ đã giữ, và Đô Trịnh Xuân Hùng của Đông Anh mặc trang phục có xanh tiếp theo. Vâng, Đô không được rồi, Đô không xin thì khán giả cho chào qua đây. Vâng, những tinh thần thi đấu của các Đô. Đô Khố Xanh đã nắm khố 3 và định dắt Đô Khố Đỏ sẽ ra sau. Nhưng mà Đô Khố Đỏ đã dùng đòn khéo léo của mình đã tránh được đòn sang sau của Đô Khố Xanh. Hai đô đang thi đấu tích cực ở giữa sân. Đô Khố Xanh trở lại trang phục. Mời các đô của quân đội vào theo đầu lèo nhất do đô xưởng của Bắc Ninh đã nhất thắng. Mời các đô vào theo đầu lèo 2 do đô Trần Văn Tuấn của Vĩnh Phúc nhất thắng. Mời các đô vào theo đầu lèo 3 do đô Nguyễn Tiến Công của Sóc Sơn nhất thắng. Mời các đô vào theo giải tiểu đô do đô Thắng của Bắc Ninh ngày hôm qua nhất thắng 1 keo. Hai đô vào tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Mời hai đô chuẩn bị trang phục thi đấu ở giải tiểu đô. Mời đô Nguyễn Văn Thắng của Phụ Trần ngày hôm qua nhất thắng giải tiểu đô đã có đô Dương Văn Chiến của Bộ Công an xin vào theo. Mời hai đô trở về trang phục. Chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu ở lèo 2 triệu đồng. Và vừa rồi ở keo thứ nhất của lèo 2 triệu đồng, Đô Nghiêm Định Cảnh của Yên Phong đã nhất thắng. Thì quý khán giả cho chàng pháo tay. Vâng, không nhất rồi. Xin trân trọng cảm ơn. Mời các đô vào theo đầu lèo 2 và đầu lèo 3. Mời 2 đô thi đấu.